lũ về. Wow. Chị, bốn người sắp lên, thu luôn. Chọn cửa nha chị. Chắc rồi hả? Đúng rồi chị. Chắc là nhanh chùi. Chắc là nhanh chùi nhanh dễ sợ. Đã ổ qua nữa vậy? Rồi, 150. Chạy xuống đi. 150. Trên 200. Áo nhóm đâu em? Áo cặp đồ. Áo cặp em. Bà đi đi băng ba cây ngồi bắt luôn cây ngồi mà nãy giờ chị mà nãy giờ điện thoại nó không cho ai vô ngồi hết. Bây giờ không bán nặng mình đi lên đi. Mình làm một sót từ trên xuống dưới nha. Đấy, trên. Hay quá. Cái quay đẹp nha. Rồi, ok. Tầm 4 giờ sáng là sẽ có một cái bạn hay mình cũng vậy. Diễn đi em. Xin hai nè mọi người. Bích Kiên. Bích Kiên yêu hẹn quá à. Mắc cỡ nữa. Quay cận béo. Dừng lại 10 giây. Trời ơi. Quay cận luôn. Quay hàng. Có tiền nè. Quá trời. Giỏi quá. Để vậy. Việt Nam chiến thắng hả? Sau khi bị tiền, chị đâu có lời xe được 10 phút thôi mà anh ấy đã hy sinh rồi. Rồi em sẽ lưu ý lại những cái hành vi mà nổi trội như vậy. Chị đâu cần cái này không? Bây giờ là tất cả chúng ta đông đủ rồi, sao bây giờ chúng ta sẽ làm cái chuyện đơn giản trước, đó là chụp hình lấy tiền. Để là ai có mặt trong cái hình này sẽ được chủ đề chúng ta tặng cho 100.000.